Tôi Trần Công Chánh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả của đài Việt Face TV Dallas 55.3. Và trước mặt tôi đây là Linh Mục Du Xe Trương Hoàng Vũ, Chồng Chú Thế 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn, Việt Nam. Ngài phụ trách cho chương trình Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, và Ngài giữ chức vụ quản lý tài chính cho chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam. Xin chào anh Trần Công Chánh. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi đài truyền hình Việt Face TV Dallas. Và nhân đây chúng tôi cũng xin hết lòng cảm ơn đài Việt Face TV Dallas 55.3 đã cho chúng tôi và cho Linh Mục Trương Hoàng Vũ có cơ hội thư chuyện với quý đồng hương về chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa chúng ta tại Việt Nam do Phòng Công Lý và Hòa Bình Đồng Chú Quốc Thế đang thực hiện. Đây là một điều rất là may mắn được đón tiếp cha đến vùng Dallas Fort Worth này. Là một cái cơ hội cho quý đồng hương của chúng ta ở đây có cơ hội để được tìm hiểu thêm những người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ở nước Việt Nam và đang được Phòng Công Lý và Hòa Bình của Dòng Chú Tế Sài Gòn phụ trách chương trình để giúp đỡ cho các anh. Các anh là những người mà chúng ta đáng để tri ân, đáng để vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là những người lính đã bỏ phần thân thể của mình cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thưa cha, với một cái chức vụ và một cái nhiệm vụ mà cha đang làm việc ở bên Dòng Chú Thế trong chương trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đó, thì xin cha có thể cho chúng tôi, quý vị đồng hương ở đây, khán giả ở đây biết sơ sơ về cái sự thành hình của chương trình. Xin cảm ơn anh Chánh. Trước hết đây là lần đầu tiên tôi được đến Dallas, một thành phố ấm áp. Rất ấm. Và hy vọng là lòng người, tình người của chúng ta ở đây cũng ấm áp hướng về những người lính của Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình này được khởi đầu là không phải chúng tôi, đó là một duyên kỳ ngộ. Và người khởi đầu của chương trình này là Hòa Thượng Thích Không Tách, vị sư là trụ trì của chùa Liên Trì, và ngôi chùa ngày hôm nay đã bị san bằng ở đó. Thầy Thích Không Tánh thì đã từng nhiều năm về trước, có nghĩa là trước năm 2012, thầy Thích Không Tánh đã lo cho các ông Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Thầy quy tụ gom nhặt lại những cái người mà có thể là ở bên lề cuộc sống, bên lề đường ấy, xin ăn hoặc là bán vé số. Thầy gặp được thì thầy quy tụ lại. Thì hàng tháng hoặc là hàng tuần gì đó thì thầy phát gạo, phát bánh hoặc chia sẻ một số tiền cho những người Thương Phế Binh này tại cái ngôi chùa Liên Trì. Nhưng mà sau này thì nhà nước cấm cản, phong tỏa hoặc là ngăn trở các ông Thương Phế Binh không đến được cái ngôi chùa nữa. Thì bắt đầu từ năm 2012, thầy Thích Công Tánh mới gửi cái hồ sơ đó sang cho chúng tôi. Ban đầu thì chúng tôi chỉ nhận được khoảng chừng là 80 hồ sơ thôi. Chỉ có 80 hồ sơ. Nhưng mà đến ngày hôm nay là sau 5 năm, năm 2017. Con số là bao nhiêu? Con số thì cũng khá là nhiều. Hơn 5.500. Hơn 5.500. Thưa anh Trần Công Chánh. Con số rất là lớn. Tại vì đến năm nay thì tính đến năm 2017 thì cái người Thương Phế Binh trẻ nhất bây giờ là cũng khoảng 63. Khoảng 63. Khoảng chừng là 63. 63. Mà đại đa số các vị trưởng thượng, các vị Thương Phế Binh lớn tuổi bây giờ nhiều vị cũng đã đi rồi phải không cơ? Cho nên cái con số mà còn lại là 5.500 Thương Phế Binh như vậy là một con số rất là lớn đấy, chứ không có nhỏ đâu. Rồi kế tiếp làm sao để đi đến danh xưng Tri Ân Anh Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa? Chúng tôi chọn chương trình của mình mang tên Tri Ân Anh Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Mục đích của chúng tôi không phải là trợ giúp từ thiện một chút gạo, một chút tiền cho các ông. Nhưng mà trước hết chương trình của chúng tôi là nhắm đến tinh thần phục hồi danh dự, phẩm giá của một người lính Việt Nam Cộng Hòa và trả lại phẩm giá của một con người. Và con người đó là con người bị loại trừ trong xã hội, con người bị bỏ rơi hơn hết. Và theo đúng đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế mà chúng tôi đang theo đuổi. Các ông là những người tạm gọi là trong phe thua cuộc, lại sống trong một cái xã hội, trong một cái đất nước của phe thắng cuộc, thì chúng ta thấy rằng tinh thần của mình nó bị đè bẹp cỡ nào. Một người bình thường nghèo, đã là nghèo là cùng khổ, mà đây không những nghèo như thế mà còn không có chân có tay,
thì cái phương tiện để kiếm miếng ăn để mà sinh sống nó càng khó khăn hơn nữa. Cho nên đó là những người nghèo, 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 rất nghèo. Nhưng cái tinh thần của người lính Việt Nam Cộng Hòa, như cha thấy, cha Trương Hoàng Vũ thấy, những người lính Việt Nam Cộng Hòa của mình đó, hiện đang sống ở bên Việt Nam, cho dù họ là người thương phế binh, nhưng cái tinh thần theo như cha thấy thế nào? Họ còn bất khuất, còn kiên cường không? Họ là những người mà bên thắng cuộc gọi là ngụy. Thì đó là một cái từ miệt thị. Thì trước hết là tri ân anh, tức là trả lại cho họ đúng cái vai trò và cái trách nhiệm của một người lính. Cái sứ mạng một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dù cho bên thắng cuộc hay là bên thua cuộc, thì họ đã hoàn thành cái nghĩa vụ của họ đối với trách nhiệm của một công dân sống trong một đất nước, đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Cái tinh thần là cái vấn đề mà chúng tôi nhắm đến. Thì ngoài ra không phải là hầu hết tất cả các ông đều là nghèo khổ đâu. Nếu mà xét về bình diện vật chất, vẫn có những ông có đời sống rất là khá. Nhưng mà các ông vẫn ghi danh đến với chúng tôi. Không phải vì các ông đến một chút tiền hay là một chút quà. Nhưng mà các ông đến đó, các ông thấy mình được trân trọng. Các ông thấy mình sống lại cái tinh thần của một người lính, cái hào khí của ngày xưa. Các ông thấy cái sự hy sinh của mình nó có giá trị. Và đó là cái điều mà mang lại cho chúng tôi niềm vui khi chúng tôi phục vụ cho cái chương trình này. Khi cha nói đến là những người thương phế binh không phải ai cũng nghèo như thế. Có những người họ không đến nỗi nghèo như vậy. Họ cũng đầy đủ về vật chất nhưng họ vẫn đến để họ sống lại cái tinh thần của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ sống lại cái tinh thần là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Họ sống lại cái điều đó. Họ đến với anh em, họ sống lại được cái tinh thần của người lính, của quê hương, của đất nước. Đương nhiên cái chương trình nó phải có những cái hoạt động của nó. Cha có thể chia sẻ một chút về những cái hoạt động của cái chương trình tri ân anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì tinh thần là vấn đề mà chúng ta nhắm tới, nhưng mà tinh thần thì cũng phải gắn liền với cái nhu cầu của vật chất, nhu cầu của cuộc sống, nhu cầu của sức khỏe. Đó là điều tất nhiên. Thì chúng tôi trước hết là hỗ trợ cho các ông về sức khỏe của mình. Sức khỏe này là trong thời điểm hiện tại cũng như là đi nốt hết cuộc đời, phần đời còn lại của các ông. Thì chúng tôi có mua bảo hiểm cho các ông, chúng tôi tổ chức tầm soát sức khỏe định kỳ cho các ông. Rồi chúng tôi có thể cung cấp những dụng cụ di chuyển như là xe lăn, xe lắc, nạng gậy, các dụng cụ y khoa, máy trợ thính, máy đo huyết áp, vân vân, thuốc men. Về vấn đề mà bảo hiểm y tế đó thì lo như thế nào? Cha có thể trình bày thêm một chút xíu, chi tiết hơn một chút xíu về bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế Việt Nam thì chúng tôi mua một năm, thì một cái bảo hiểm đó có giá trị trong một năm. Trong một năm đó các ông có bị bệnh á, thì các ông vào bệnh viện thì sẽ được miễn phí hoặc là đóng rất là ít, giới hạn 10 hoặc là 20% thôi. Trên cái bảo hiểm mà mình đã mua trong năm đó. Nếu mà hết năm thì chúng ta lại mua lại cái bảo hiểm cho năm mới. Và đây là cho thí dụ có 5.500 thương phế binh là mua cho 5.500. Mua hết. Đây là một cái chi phí rất lớn nhỉ. Còn về vấn đề mà xây dựng nhà cửa mới hoặc là sửa chữa lại nhà cửa cũ cho thương phế binh thì dựa vào đâu, tiêu chuẩn nào để có thể làm việc đó? Trong những cái buổi mà hội ngộ đó, hội ngộ là trao quà xuân cuối năm đó, thì các ông có thể trình bày cho chúng tôi về cái căn nhà của các ông, hoặc là các ông chụp những cái tấm hình của căn nhà của các ông, các ông gửi theo đường bưu điện về hình ảnh đó về cho chúng tôi. Rồi chúng tôi sẽ có một người gọi là nhân viên tình nguyện đến tại địa bàn của các ông thăm viếng cũng như là khảo sát xem cái căn nhà nó hư hại như thế nào. Rồi cái người đó về trình bày thì chúng tôi sẽ phê duyệt. Dựa trên những cái hồ sơ hình ảnh họ thì chúng tôi sẽ phê duyệt hoặc là sửa chữa hoặc là xây dựng mới. Bên cạnh các linh mục của Phòng Công lý Hòa Bình để giúp cho các thương phế binh thì có tình nguyện viên nào, có những người thiện nguyện nào, thiện chí nào để đến và phụ trợ giúp cho chương trình này không ạ? Chúng tôi không thể thực hiện được nếu không có các thiện nguyện viên. Họ là những người làm việc vừa gọi là nhiệt tình và vừa là vô vị lợi. Họ là những người công giáo hết? Họ là không, có một số người không phải là công giáo. Và càng ngày đến với chúng tôi á là những người trẻ càng nhiều. Những người trẻ sinh ra sau năm 75.
sinh ra sau 70. Dạ, sau 70. Người ta đã nhận thấy, các bạn trẻ đã nhận thấy cái tinh thần người lính Việt Nam Cộng Hòa ý nghĩa. Họ yêu mến. Yêu mến. Họ tìm hiểu, họ yêu mến và dạ, họ đến. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài Việt Face TV Dallas 55.3, chúng tôi xin kính mời quý vị nán lại với chúng tôi đôi phút sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần tiếp theo.